em xích lại gần anh chút coi. Vì có sao em giận thôi. Bu em ngăn cấm bao đường đừng gặp anh. Sao vậy? Sở khanh của anh ai lạ gì? Bu nói vậy là quan đó em. Người nghĩ sai cho anh rồi. Mãi lo đèn sách bút nghiêng lúc còn thanh xuân. Giờ làm tuần ti tôi anh tử tuần. Ai tin được lời anh dối gian. Từng sao ngôn nói càn. Độc thân anh sống lẻ loi chưa hề biết yêu. Giờ gặp em anh đã thương em rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Anh Tuần ơi, anh vừa nói gì thế? Nói gì là nói vậy? Nói gì mà lạ quá, tai anh nó nghe, nghe không nghe nổi. Sao vậy? Thì anh nói anh thương em chứ sao? Anh bảo là anh vừa trông thấy em thôi là anh đã thương em rồi. Sao lạ thế? Sao mà nhanh thế hả? Có gì đâu lạ. Cái chuyện mà gặp nhau rồi thương là chuyện bình thường. Tại em biết sao không? Sao? Theo mấy ông thầy chẩn đoán tâm lý, 40 tuổi mà anh mới vừa bắt đầu tới tuổi dậy thì mà thôi. Kha kha kha. Chạy vậy sao cười? Ôi dồi ôi, anh Tuần ơi, anh hại em thế cơ. Em cười bây giờ em muốn vỡ bụng là đùng ra em chết quách cho rồi sao đi. Sao tự nhiên em cười là sao? Này này này, thôi chịu khó về đi nhá. Về rồi lấy cái gương mà soi lại cái mặt của mình đi. Mặt anh sao? Không giống ai hết. 40 tuổi rồi mới dậy thì là sao hả trời? Trời ơi, mặt anh không giống ai hết hả? Anh dậy thì muộn mà, râu nó mới mọc. Râu mới mọc, tóc mới mọc. Không nghe, em không nghe, gớm quá, gớm chết đi được. Đâu có gì đâu, gớm buông tay ra đi, anh nói cho em nghe này nè. Không nghe. Đi, buông ra. Em hãy nghe anh nói. Đừng quay mặt làm thinh. Trước đây anh đẹp nhất vùng, nhưng lỡ mang máu khủng. Nên học hành dở dang, anh mới đi làm lang thang. Em có nghe anh kể, em rơi lệ buồn theo, nỗi trôi theo đoàn hát chèo. Anh mãi mê chuyện cần, tổ nghiệp chèo chẳng thương. Anh thích làm hề cải lương, thương không không? Hề cải lương á? Ừ. Anh mà làm hề cải lương á? Ôi giời ơi, ai mà xem. Ồ, em đừng có giỡn nha, anh làm hề cải lương hả? Em không tin hả? Em hỏi vợ anh đi. Ôi, để em hỏi. Ấy, anh vừa bảo gì? Anh vừa bảo gì? Em nghe một một đây này. Về hỏi vợ là thế nào? Vợ thằng bạn, vợ thằng bạn không phải vợ anh. Anh chưa có vợ. Đừng có chối, đừng có chối. Tai mới vừa nghe xong mà bây giờ chối đây đẩy là thế nào? Nói láo em à, cho bà xỉa anh luôn đi. Anh không có vợ mà. Vợ thằng bạn. Phải không đấy? Mặc như vậy quá là thiệt tình, thiệt tình, thiệt tình. Thiệt nhá. Xạo em là chết nhá. Yên tâm không bao giờ xạo em. Nếu đã xạo thì xạo cả làng. Được rồi. Để một lát đi em hỏi bạn của anh nhá. Ê, nhưng mà bây giờ bạn của anh ở đâu? Bạn anh hả? Ừ. Nó đi làm hề đó. Vợ bạn anh đi làm hề. Trời thật ơi à? Anh chưa thấy đâu nha. Nó với anh hả? Con vợ thằng bạn anh với anh mà đóng hề ha. Trời ơi, khán giả đó. Người ta ngủ sắp lớp luôn. Ôi trời ơi, hay thế cơ à? Ừ. Thế là anh cũng có tài ấy nhở? Hề râu mà. À vậy hả? Ừ. Anh Tuần này. Thế anh bảo là anh đi làm hề nhá. Ừ. Thế tự nhiên sao anh lại ra đây? Mà sao tự nhiên anh lại làm lên chức vụ tuần ti là thế nào hả? Hả anh? Ha, em không biết. Không. Anh nói cho em nghe. Cuộc sao? Đời nhiều cái mai rủi bất ngờ lắm. Thế à? Em có biết ngày xưa không? Sao à? Khi anh bước chân ra đây, anh còn ốm hơn bây giờ là mập rồi, lên được 200 gram rồi. Ôi vậy á? Hồi xưa nó ốm kinh khủng lắm mà em chưa thấy đâu. Chưa có một cái người nào lá gan bự hơn là cái lá phổi như anh đâu. Sao sao thế anh? Thì đồ vật. Đồ vật á? À. Ôi giời ơi, lại phết rồi. Anh nhất là chúa điêu ngoa phết lác nhá. Anh phết gì đâu? Người ốm nhom nhắt thế này mà đòi đi đồ vật, thua là cái chắc. Làm sao thua được? Em nghe anh kể cái vụ đồ vật nè. Sao?
Em không biết đâu, anh kể cho em nghe em còn hết không? Em biết không, có lúc đó là nhà nè, anh bước lên võ đài, toàn thân tháo mồ hôi, đối thủ nó to chằn chằn, mặt quách anh mấy lần, anh thì trắng nhất ốm nhom. Anh bị quăng mấy lần, thịt xương tưởng nát như tơ, nhờ có chiêu này, anh đồng tử hai đào, nên nó nằm mà chổng mông. Hay quá, anh ơi anh, có phải là nhờ may mắn mà được thế không anh? Chính xác, câu nói này là câu nói cuối cùng cũng là câu nói chính xác. Hay em quá. Em có biết không, anh mà xui xẻo là anh chết lâu rồi. Đúng rồi. Đúng là anh may mắn, nhưng mà em có nghe cái câu không? Sao? Hữu danh vô thực, là những người mà có tên tuổi gian dậy như vậy, nhưng khi đỏ sức là người ta bị đo dáng liền, đó là hữu danh vô thực. Còn anh thực rồi mới có danh. Ồ. Tức là ăn rồi sẽ có tên thôi. Ồ, anh ơi, có phải vì vậy mà anh được làm chức tuần ti không? Đó, lúc đó không ai để ý tới anh. Tối hồi anh thắng cái trận đó, thằng nó bự quá, bắt đầu người ta nói cha, thằng này sao ốm mà giỏi quá vậy ta, mời nó về thử coi. Đưa về thử việc. Thế thì anh sướng thật. Nhờ mồm mép lanh lợi mà tới giờ này làm được chức tầng ti đó mà. Anh ơi, em hỏi thật nhá. À, em là em cứ phân vân thôi. Phân vân chuyện gì? Em không biết là có phải thật sự là anh sống độc thân không? Anh xin thề với em là... Sao? Anh hiện nay đang độc thân. Hiện nay đang độc thân. Thề như thế là được rồi. Anh nói láo em á, cho xe lửa cán anh tới. Ôi, đừng. Ở dưới sông mà bảo là cho xe lửa đụng à? Thì vậy mới thề, chứ còn không ai thề, ngu gì thề. Khốn thế cơ chứ. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt trai cười duyên môi hồng. Tình ngát hương nồng, mộng vàng chung bông. Bông 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 bông. Ờ, rồi sẽ bay cao, tìm em, tìm em, anh tìm em ở đâu? Phải suy nghĩ coi. Tìm khắp ngàn dâu non xanh bát ngàn chân mây cuối trời, suốt đời bên nhau. Em đừng lo, ra duyên chúng mình tính chuyện tàu cao. Ngày vui hạnh phúc đôi ta nên tình anh nhé. Em sẽ sinh cho anh một bầy con nhỏ, chịu không? Đừng, từ từ xinh sáng. Sao? Chưa sanh tùm lum con bầy, thể xác hào gầy tàn phai xuân sắc. Em hiểu rồi. Nhà chỉ hai con là con, đời ta chán hòa cuộc sống vui. Nhà chỉ hai con là đời ta chán hòa cuộc sống vui. Hai đứa con thôi, để cho nhiều vô, bây giờ muốn thắt cổ luôn nè. Em hiểu rồi. Anh quả là chí lý chí tình đấy nhá. Trời ơi, nhìn em là anh muốn xỉu luôn rồi. Sao thế? Sao thế anh? Em đâu có nhìn thấy chính mình. Em phải nghe đây nè. Mắt em xanh biết giá trời, hàm răng ngọc chuột sẽ sang ngời môi hồng, má lúng đồng tiền, mày công bán nguyệt diệu hiền nết na. Khăn nhung em xòa tóc đuôi gà,
yếm đào che khuất một tòa thiên. Nhìn muốn chết luôn vậy à? Phét quá đi thôi. Anh này ghê thế cơ chứ. Phạt nhá. Con mắt gì mà tinh thế. Nhìn gớm quá đi thôi. Đẹp là phải để cho người ta nhìn chứ. Thôi. Trời sinh ra con gái đẹp là để cho con trai nó nhìn mà. Mà này anh xạo lắm nhá. Xạo. Xem này em có lướt được tiền đâu mà khen em thế cơ chứ. Cho nó xuông dần vậy mà. Ừ, anh này em chẳng chịu đâu nhá. Sao? Cứ khen em mãi là em mắc cỡ muốn chết đi đây này. Làm gì phải mắc cỡ. Mà này, hả? Anh là anh cũng tài giỏi lắm đấy. Tới anh mắc cỡ rồi. Hồi nãy giờ là em cứ muốn khen anh hoài mà em không dám, em nói thật đấy. Này, anh nhiều nhất lắm nhá. Cái gì? Học giỏi nhất này, gầy nhất này, mà dẻo mồm cũng nhất nhá. Nói ra nè, em đừng có khen nữa. Sao thế? Em khen một hồi anh cứng như cây củi xong anh lộn đầu xuống sông luôn á. Ôi đừng làm thế tội nghiệp. Em biết sao không? Sao? Em khen là anh cảm thấy sao? Xương thề người xương tê là tê hết chân quần áo mà này cũng có a xương lòng. Xương lòng đây em à. Đừng khen anh nữa em. Thương thì anh dám trầu cao là trầu cao đó. Thế à? Đẹp tới trầu cao tới xong rồi cưới em gì á? Có không đấy? Được rồi, vậy là đồng ý rồi đó. Đi theo anh lên đây, anh chỉ chỗ này hữu tình lắm, phong cảnh hữu tình là mình ngồi là nó là bài thơ ra là dân á. Ngày bây giờ á? Đi là dân lắm á. Lẹ đi anh. Ra đây hồi nào vậy? Cầm này. Mi. Trời ơi. Ta mặc từng tay ta vây từng mặt rồi. Trời ơi, ta tức quá mà trời ơi. Tức cái gì? Tớ đừng có quánh hồ xỉu không ai đỡ bà giờ. Trời ơi. Mi mê nó. Tụi nó mập mập nó trơn kìa nó trắng xèo quá mà mi mê nó là đúng rồi. Trời ơi, thôi, tôi nói bà nghe nè. Chồng bà mà có người giống vậy mê bà nên mừng đi á. Bị tôi ốm vậy đâu có ai mê thấy gốm luôn. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, đừng có khóc, khóc thấy ghê ha. Có gì đâu mà la ông sầm mệt quá đi. Người ta cười vậy à. Trời ơi. Ai làm gì đâu. Suốt tháng nay ta từ đất thần kinh ta mướn ghé ra Quảng Trị, Quảng Bình, qua cửa Việt, cửa Tùng và đến Nghệ An, Hà Tĩnh rồi đến Tử Tân. Anh vào Ninh Bình, anh sang Nam Định, lúc đến Bắc Hành, Hà Nam, Phủ Lý, Thái Bình, Tiền Quang, có khi cháu cũng là chồng. Nhiều mối, mừng răng mặt kìa.
anh kể ra. Phải nói rõ cho mình khúc đôi. Làm cái khúc này nó cực lắm là mình ơi. Ngược xui xui ngược. Nên mới tìm được người con gái sơn tay. Mới quên nữ ngực để lên Ba Vì đền hò hẹn hỉ. Hỉ không có hey. Mà họ hẹn ở đâu, trời ơi em lầm rồi, anh nói cho em nghe nè, dù cho xuôi ngược cùng trời cuối đất cũng không bao giờ tao quên được bà vợ già. Chi mày nói chi? Em làm cái gì dữ vậy anh hả? Dù có đi bất cứ nơi đâu anh vẫn không quên con vợ già. Anh nói cái chi? Nói lại nghe. Con vợ ở nhà. Con vợ ở nhà. Em biết không, đi không có cái chỗ nào có người con gái nào mà đẹp như em. Trời ơi, ta nói sắc đẹp mà soi xuống nước là cái nó lặn bụm bụm. Em soi thử coi. Lặn hết trơn rồi. Nó lặn hết trơn rồi. Anh ui, không thiệt mà. Nhiều khi hả anh nhớ em nó, xong rồi anh phải ra ngoài bụi tre này anh dựa. Em biết giờ tre nó vàng còn hơn anh nữa. Là anh dựa giống như anh hò đó. Anh buồn á. Anh hò như vậy nè, anh hò. Chỉ nhớ chờ đông ba tiếng gà eo ốc, khi chùa Thọ Lộc tiếng mò trở canh. Chứ sông Hương gần sông Huỳnh Thành, chứ nửa khuya một chiếc, chứ nửa khuya một chiếc. Quên rồi phải không? Hay chiếc chi? Chiếc ghe phải không? Không phải. Nguyên con ghe màu vàng, nó vàng chóe, nó đứng bên cạnh cái kia. Gớm chưa, gớm chưa. Thấy mà ghê. Đàn bà gì mở mồm nói thấy mà ghê. Ê cái con kia. Con kia. Từ từ. Nó chưa nói đến mi ấy. Từ từ. Bà là bà cũng xí vào. Nhưng mô tô ca mi. Xí. Chú cha nó dám ăn nổi với em. Từ từ. Ta chưa họ hết mà. Nghe nè. Cái nửa khuya một chiếc thuyền mành đông đưa. Ở thiền cho ghê hồi nào bà nội. Làm rần răng à. Bình tĩnh đi, ngồi xuống. Thấy gốm không? Bà coi bà đứng xong rồi, bà nhìn thấy người tướng của bà thấy gốm không? Ngồi xuống đàng hoàng. Em sao kỳ quá, em nóng nảy quá. Từ từ đi, cái gì cũng phải từ từ, hiểu không? Bắt tầm tay vây tầm mặt, bảo là từ từ cái chi? Anh xào ngôn xào quyệt. Bao nhiêu thằng trời này đi, từ đi mà ngăn. Hóa ra đi với cái con đi. Bỏ mặt vợ con ở nhà. Nghéo nhọc nhở thương. Đừng có hò sông Hương nữa, hò sông Thường đấy. Toàn nói toàn. Sông Thương chứ sông Thường là cái gì? Em không có biết gì đâu, để cho anh. Nè nói nghe nè, đừng có hò sông Hương nữa. Bây giờ em hò sông ví dụ như sông Bé hay là sông Đồng Nai gì đi. Không, ta yêu Huệ. Ta chung tình với sông Hương nữa. Là ra cái nấy. Chứ bây giờ cứ non non nược nược chán bỏ sừ. Em nói vậy làm sao? Không sao trước, không sao gì cả. Mà bây giờ tôi là tôi nói thẳng tất tần tật với anh là như thế này. Nói gì? Rằng kể từ nay xóa lời tôi hứa trước, anh về cùng non nược, đường đời mà xuôi ngược. Mỗi đứa một con đường, tính tình ta ơi là đường. Cái nỗi đoạn trường có mắt mà như đuôi. Tự nhiên là che người ta đuôi làm chi? Nghe rõ chưa? Nó bỏ mi rồi. Còn không biết quay về non nước nước non đi. Bỏ gì? Cái đó là bà khuyên tôi thôi. Bị bà thấy tôi và bà sợ tôi một cỏ hai chồng nó cực khổ thôi. Còn Binh
thủy cái thang làm chi, vết sầu hẳn trên trắng mi. Ta và mi đến ngày chia lìa, hai ta hồng nhan trời ban đắng cay cuộc đời. Đừng bỏ anh lẻ loi hai nàng ơi. Đừng mà biết chưa mà thấy khổ ấy. Nó nói với anh bao nhiêu là lần rồi, đừng có bao trừ mà thấy quế mà phụ hương, thấy lê quên lựu mà thấy trắng quên đen. Rõ chưa? Chưa chưa. Bây chưa có người ta mà tham danh lợi sân si, người ta có thể mà đầy nhau ra, người ta có thể chém giết lần nhau. Vợ đây mà không về đi chú cha, rõ mặt chưa? Tuần ơi Tuần, em nói thế này Tuần hiểu nhá. Tán tía lộng vàng Tuần hiểu chứ gì. Chị ơi, biểu tượng quyền uy đấy nhá. Ấy vậy mà người ta cứ lợi dụng vào cái đấy để mà làm những điều bất nhân bất nghĩa, khổ lắm cơ. Thánh nhân có câu thế này: hành kỷ hữu sĩ. Tức là làm sai là mình sửa. Mà mình sửa rồi thì đó là bài học của chính mình ấy Tuần. Tuần hiểu không Tuần? Trời ơi, nói như vậy là nàng cũng không có yêu ta. Thôi thì ta về ta tắm ao, ta dù trong dù đục cũng là cái ao dính biếc. Ôi Tuần ơi Tuần, đừng làm thế Tuần ơi. Không, ta dám nhảy xuống không? Ôi chị, ta quen ta biệt quá rồi, làm nữ thôi. Thế à? Mặc đi, em vô ngồi tâm sự. À thế là chị hiểu ý anh ấy lắm à? Mặc hẳn hiểu quá rồi, sáu câu vòng cổ. Vâng. Làm nữ thôi. À vâng. Răng dám chết. À thế à? Em ơi, ngoài nở em ở mô. Sao ạ? Ngoài nở em ở mô. Mô? Ngoài nở em ở mô. Chị nói sao? Ở mô là ở đâu đó? À vậy à? Chị ơi, quê em thì ở Sơn Tây chị ạ. Rửa. Vâng. Thế còn chị? Cổ đô Huế, đầu thôn Vĩ Dạ. À vâng. Trời ơi, chú cá trời ơi. Gì sao, vậy? Sao thế chị? Răng mà đẹp rửa. Chú cá con lại chi mà đẹp rửa. Chú cá bằng tay mà nó nọn nè. Qua bằng tay mà vui được ô trà. Ôi chị làm em xấu hổ quá. Đẹp quá em ơi. Ai mà khéo đẹp quá trời. Mình ơi, chị... đẹp không? Đẹp. Thật không? Thật. Yêu không? Yêu. Buồn đáng. Cậu ngồi đi mà tôm tửa bà. Chị... em cũng đẹp vậy. Bên này bánh ít trần, bên này bánh ít lá gai. Không, bánh mặt. Chị ơi, anh Tuần anh nói đúng đấy chị ạ. À, chị cũng xinh lắm đấy. Xinh thật đấy. Chú cả thôi. Không, em nói thật mà. Em ơi, chị đẹp mấy lửa rồi, già rồi, cằn cỗi rồi. Vẫn xinh lắm cơ. Khen thúc vô đi. Bà giả bộ mắc cỡ thì bà khoái thấy bà nội luôn á. Áo tím quần trắng đẹp thế không biết. Thôi. Nói nghe nè. Khen nhau vậy là được á. Vâng. Anh thấy vậy nè, hai người hòa thuận giờ anh thích lắm luôn á. Như vậy đi cho nó vui, đúng không? Dạ. Giờ sẵn chiều rồi nè. Rủ có đi lên đò đi. Xong bàn hồi đầu mũi, cổ ngồi sau mũi, tôi ngồi giữa tôi chèo cho. Còn nhiều sức tôi dốc hết tôi chèo, còn khúc xương cũng chèo nữa. Chị. Thôi em hiểu chi mô? Hiểu không? Dạ hiểu. Làm lớn đi, làm nhỏ đi. Vâng. Biết mà. Chị ơi chị, em hỏi thật nhá. Chị. Ý chị thế nào, có được không hả chị? Chị thì chị rất yêu chồng. Vâng. Mà một khi chị yêu chồng chị rồi, chồng chị thật cái chí là chị chiêu. Ôi, dễ thương quá chị ơi. Thôi bây giờ chị quyết định ấy. Sao ạ? Lợn nhỏ. Vâng. Được chưa? Được rồi. Hai người thôi ấy. Không có thêm người thứ ba. Người thứ ba là hai chị em mình cũng như là cắt cổ. Yên tâm là tôi tự khắc tôi luôn. Không biết chưa, chiêu rồi. Lên ghế về nhà. Em đi. Đi xuống đò đi. Dạ dẫn em. Guốc em. Guốc này. Sợ đò vào đi chị. Xuống đò.
về nha. Xuống đò nghe, xuống đò từ 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 người nha. Ôi mở áo ra chị ơi. Xuống cái đò rồi á. À. Em xuống trước đi. Cái đò nó trồng chành quá chị ạ. Đưa anh đỡ cho. Đó. Em ngồi trước đi. Em ngồi cho nó thẳng bằng giật giật lên. Vâng. Em xuống. Vâng vâng. Xuống luôn. À. Rồi. Hai chị em ngồi đó chờ tôi một chút. Tôi đi ra đằng sau rồi tôi chèo cho về tới nhà. Rồi. Chuẩn bị đó nghe. Tiện lên. Trời ơi sao mà lục bình quá trời vậy ta. Em. Sao chị? Lần đi về là em với chị là đồng tâm hiệp lực mà coi như là coi chừng thằng cha đi. Vâng. Ổng con mộng nhặt vậy chứ trời ơi gãi búa quá trời. Chị sợ lắm em ơi. Thế à chị? Ừ. Tuần ơi Tuần hứa nhá. Chẳng có ai ngoài hai chị em tôi Tuần nhá. Yên tâm đi cỡ này là chết rồi. Hứa rồi chị à. Trời ơi hai người là anh chèo muốn chết rồi. Bây giờ không chịu nữa đâu. Thấy không xong trời ơi bây giờ lục bình nó trôi quá trời. Thả anh xuống còn trôi hơn lục bình nữa. Dáng lên Tuần ơi dáng nhá. Từ này trở đi chỉ có chở hai đứa em thôi, không có chở ai nữa đâu. Trời ơi, hai đứa là anh chèo gần chết rồi. Bữa nay sông đẹp quá kìa, trời ơi mênh mông, trời nước bồng bềnh, chiều nghi ngút khói, đầy sông ráng vàng. Chiếc thuyền trôi tan tính hò khoang, nương theo dòng nước, chiếc cầm ngang mái chèo. Chứ từ quy lặng tắt sao đèo, chứ chén vàng tân nguyệt ai trao cuối trời. Gần tới nhà rồi đó. Vui không? Mát quá trời là mát luôn à.